Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mai Khôi. Ngày hôm nay Mai Khôi vào bếp sẽ làm món xôi gấc. Đây là món xôi mà không thể thiếu trong những ngày lễ Tết. Ngoài hương vị thơm ngon của nó ra thì màu sắc rực rỡ của món xôi này được xem như là mang sự may mắn, hạnh phúc đến cho người người nhà nhà. Và hôm nay cái xôi này mình sẽ nấu bằng nồi cơm điện. Bây giờ thì mời các bạn vào bếp cùng với Mai Khôi nấu xôi gấc nha. Mấy khôi có ở đây là 400g nếp Thì nếp này mình dùng là nếp của Thái Lan Rồi mình cho vào đây 1 phần 2 muỗng cà phê muối Cho nước lạnh vào mình sẽ vo rửa cái nếp này Sau đó mình lại vo rửa qua 2-3 lần nước nữa cho nếp này thiệt là sạch Nếp sau khi đã vo rửa sạch rồi thì mình đổ ra cái rổ như thế này Và mình để cho nó thiệt là ráo nước nha Bây giờ mấy khôi sẽ chuẩn bị cái nước để mà mình nấu với lại nếp á thì mình cho vào đây 200ml nước lạnh và 200ml nước cốt dừa sau đó cho vào đây 1 3 muỗng cà phê muối và ở đây mình sẽ sử dụng là bột gấc thì mình cho vào là hai muỗng cà phê bột gấc và cái bột gấc của mấy khôi dùng thì là bột gấc ướt chứ không phải là cái loại bột khô ha mấy khôi không có mua được cái trái gấc hay là gấc tươi gấc đông đá cho nên mình dùng bột gấc để thay thế rồi mình trộn đều lên thì sẽ ra được cái màu như thế này nè nếu như các bạn muốn cái màu xôi của mình nó đậm hơn, nó đẹp kiểu lộng lẫy hơn á thì có thể cho vào một giọt màu thực phẩm màu đỏ đều được. Còn đây thì mình muốn nó đẹp kiểu tự nhiên nha. <laughs> rồi bây giờ cái nếp mình để ráo nước rồi mình sẽ cho vào trong cái tô này, mình trộn đều lên và sẽ ngâm cái nếp này trong vòng 20 cho tới 30 phút để cho cái nếp nó được đều nó lên cái màu á. Đó mình trộn đều lên và sẽ để cho cái tô này nó nghỉ ở đây nha. Ở đây là sau 20 phút nè Thì bây giờ mình sẽ đem đi nấu luôn nha Các bạn thấy cái màu nếp của mình đó, nó đang còn hơi trắng nhưng mà lát nữa mình nấu xong nó sẽ lên màu hôm nay mới khôi nấu sôi mình cũng sẽ dùng nồi cơm điện nữa thì nói chung bạn nào theo dõi kênh của mình lâu đó, thì sẽ rất quen thuộc với cái nồi cơm điện này đây bây giờ mình sẽ lót vào trong cái nồi này một ít lá dứa nè nó sẽ giúp cho cái sôi của mình thơm hơn và nó không có bị dính ở dưới cái đáy nồi nó cháy á rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần nếp với lại cái nước gấc cốt dừa vào luôn nha. Mình dàn cho nếp nó đều ra trong cái nồi nè. Sau khi dàn đều xong thì các bạn thấy cái lượng nước nó sẽ xâm xấp với lại cái mặt nếp nha. Bây giờ mình sẽ cho vào trong nồi và đi nấu. Bình thường mình nấu cơm bằng nút nào thì mình sẽ dùng cái chế độ đó để mà mình nấu sôi luôn. Còn bạn nào cái nồi nấu cơm mà nó có cái nút để mà mình nấu sôi thì các bạn bấm vào ha. Rồi những cái nồi mà thông thường nó chỉ có một cái nút mình ấn xuống á, thì các bạn ấn xuống. Nhưng mà mình nấu khoảng 15-20 phút là nó sẽ bật lên thì các bạn đợi khoảng 5-10 phút rồi các bạn hãy ấn tiếp nha. Trong lúc đợi cho sôi nó chín á, thì mình sẽ đi làm phần đậu xanh để ăn cùng với lại xôi gấp. Thì mấy khôi co ở đây là 100g đậu xanh mình đã vo rửa sạch và ngâm với nước ấm nóng trong vòng 30 phút để cho nó hạt đậu nó nở đó. Rồi sau đó mình đổ ra cái rổ để cho nó thiệt là ráo nước. Bây giờ mình sẽ cho phần đậu xanh này vào trong nồi nè. Cho vào đây là 200ml nước lạnh và một chút xíu muối. Rồi mình trộn đều cái đậu này lên. Mình sẽ nấu cho cái nồi đậu này nó sôi lên thì mình vớt bọt, sau đó hạ lửa thiệt là nhỏ. Mình đậy nắp lại, mình nấu cho tới khi nào hạt đậu nó chín mềm. Và đây đậu xanh mới khôi nấu nãy giờ nó đã cạn hết nước rồi nè. Thì mình kiểm tra xem hạt đậu nó đã chín mềm hay chưa nha. Đây, cho các bạn thấy gần nè đó hạt đậu của mình bây giờ nó chín mềm và cái nước trong nồi nó cũng đã cạn cái hết rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào đây là 30g đường cái lượng đường này thì các bạn gia giảm theo cái khẩu vị ăn ngọt của mình sau đó trộn đều lên và mình tắt bếp để cho cái này nó hơi nguội thì mình sẽ xay cho nó nhuyễn mịn ra luôn và đây là đậu sau khi máy khôi đã xay nhuyễn thì nó đặt lại như thế này nè Nếu như các bạn muốn nó nó đặt sệt hơn nữa đó Thì mình bắt lại lên trên bếp Mình đảo nó thêm vài vòng Còn mấy khôi thích ăn nó còn cái độ dẻo như thế này Đó vậy là xong phần đậu để mà mình ăn cùng với xôi nha Quay lại với nồi xôi thì nó đã nấu xong rồi nè các bạn Bây giờ mình sẽ mở ra để kiểm tra xôi nó chín hay chưa nha Mình xới đều lên nè thì tùy theo các bạn dùng nếp cũ mới mà có thể phải nấu thêm lần thứ hai nó mới chín đều ha. Ở đây thì mấy khôi chỉ nấu một lần là hạt xôi nó đã chín mềm ngon rồi nè. Đó. Cái màu của gấc nó đã lên đều ở trên cái hạt xôi rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là 30 g đường. Thì cái lượng đường các bạn cũng cho nhiều ít tùy theo cái khẩu vị ăn ngọt của gia đình. À, hoặc là các bạn muốn làm xôi để mà ăn kèm với lại những cái món mặn á. Thì mình bớt cái lượng đường lại. Rồi mình trộn đều cái xôi này lên. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại và mình để yên cái nồi như vậy thêm 10 phút nữa để cho cái đường nó tan ra nó ngấm vào trong xôi cho nó ngon nha. Sau 10 phút nè thì cái xôi của mình nó đã thấm đường ngon rồi thì các bạn có thể dọn ra dĩa để mà thưởng thức. Hoặc là các bạn có thể lấy xôi mình ép vào trong khuôn á, để mà mình tạo hình cho nó đẹp mắt hơn Ở đây thì mấy Khôi sẽ dùng cái khuôn làm bánh trung thu nha Chứ mình không có cái khuôn để mà ép xôi chuyên dụng Rồi mình sẽ cho một lớp xôi vào trước nè Khuôn của mình dùng là 180g, thì mấy khôi sẽ cho 60g xôi vào lớp đầu tiên nè. Rồi mình sẽ dùng cái muỗng mình ép chặt để cho xôi nó dính chặt xuống dưới nha. Dùng muỗng mà các bạn cảm giác nó không có được chặt á, thì mình có thể dùng tay mình đè nha. Đó, mình đè mạnh mạnh vào cho xôi nó dính chặt vào với nhau. Tiếp theo là mình cho phần đậu xanh vào, thì đậu xanh này mấy khôi cũng cho là 60g mình lấy cái muỗng mình dàn cho đậu xanh này nó đều ở trong cái khuôn ha cuối cùng là mình cho lên đây một lớp xôi thì cái lớp này mình cũng cho là 60 g đó ba lớp mỗi lớp đều 60 g hết rồi mình cũng sẽ dàn đều và ép thiệt là chặt nha các bạn cái lớp cuối này mình cố gắng mình đà cho nó thiệt là chặt nè đây xôi mấy khôi đã ép cho nó chặt rồi bây giờ mình sẽ bỏ lên cái dĩa để mà mình cho nó ra khỏi cái khuôn ha mình bỏ lên đây rồi mình gỡ cái nắp ở phía trên lên đó nhìn nó không có được rõ cái hình các bạn <laughs> rồi bây giờ mình sẽ lắc cho cái khuôn à, cái xôi nó rớt ra nếu mà các bạn lắc mà thấy nó khó đó thì mình có thể nghiêng cái khuôn lại nè mình gõ đều bốn cạnh như thế này đó mình gõ đều như vậy á, là nó dễ ra lắm luôn á rồi sau khi bốn cạnh mình gõ xong rồi nè các bạn thấy xôi nó bắt đầu nó đã tuột xuống rồi nè đó bây giờ mình sẽ lắc thêm vài cái nữa là nó là nó, nó ra rất là dễ luôn đó, vậy là xong một phần sôi gấc có 3 lớp. là voilà, Vậy là món sôi gấc nấu bằng nồi cơm điện mới khôi đã nấu xong rồi nè. Nấu kiểu này thì nhanh gọn lẹ ha. Đây, bây giờ mình sẽ cho lên trên những cái miếng sôi này một ít mè rang vàng nha. Nhìn cho nó hấp dẫn hơn nè. Đây mình đã cho mè lên xong rồi nè Tại vì gần Tết đó cho nên mới khôi tính rắc mè lên tạo thành những cái hoa mai nhưng mà cuối cùng nó không ra hoa mai, nó ra cái hoa gì á Cho nên thôi khó quá bỏ qua, mình cho mè lên đều lên trên miếng xôi luôn Và đây là miếng xôi khi mà nhìn gần nè các bạn đó, Mình sẽ sắn cái miếng xôi này ra nha Rồi mình cho cái muỗng vào á, mình thấy nó mềm nè, dẻo nè Cái màu xôi nó lên cũng bắt mắt ha Bây giờ mời các bạn chung với Mai Khôi nha ừ, Cái xôi thì mềm dẻo thêm cái lớp đậu xanh vào béo béo, bùi bùi, rất là ngon Xôi này thì mình có thể ăn như là xôi ngọt hay là dùng để ăn kèm với lại các món mặn Thì xôi má khôi để ở nhiệt độ phòng á, mình để sang ngày hôm sau hạt xôi nó vẫn mềm dẻo ngon nha Thì nếu bạn nào muốn làm mà nấu xôi gấp á, thì có thể thử ha Bây giờ thì Mai Khôi xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian ra theo dõi cũng như là ủng hộ Mai Khôi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like, share video và để lại bình luận góp ý cho Mai Khôi nha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ở Biên Tố.